Hello anh em, khi mà làm YouTube về cái việc nâng cấp động cơ xe máy á, thì lâu lâu anh vô đọc comment à, đọc comment của những anh em ở đây á, thì thấy những cái cũng rất là thú vị. Giống như là bạn này ai chê mình thì mình chịu, chứ mình thích đi đồ zin, còn muốn mạnh muốn bốc thì kiếm BKL mà chạy. Ok, đó là cái thứ nhất ha. Xong kế tiếp nữa nè, rồi mua mấy con xe phổ thông về độ, cứ độ tới độ lui, sau này có thành cái đống sắt vụn. Nói chung là bạn cũng muốn nói là muốn về tốc độ á, thì nên mua phân khối lớn mà chơi luôn. Xong rồi đây nữa, đâu rồi, rồi phong độ chạy 100m chỉ là nhất thời, đẳng cấp chạy 1000 km của BKL mới là mãi mãi. So cái cứt yếu mà đòi ra gió, ngu. Rồi xong rồi Việt Nam có cái rất là lạ, muốn chạy nhanh nhưng mà không mua BKL, cứ phải đem 150 ra độ. Ok, đó là những cái comment, và còn rất là nhiều những cái comment tương tự như vậy nữa. Nói chung là các bạn đang thiên về cái ý là mua xe về xong rồi độ lên làm gì, mua BKL mà chạy chó lẹ, chó mạnh, chó lành. Nhưng mà nhiều anh em cũng không có suy nghĩ hết là ở đây anh đang có một chiếc xe là một chiếc Winner V1, và anh chủ xe này á, là anh đã từng chơi BKL rồi ha. Xong rồi ảnh cũng đi tour này nọ, xong rồi nghỉ chơi BKL và bây giờ chuyển sang xe 150 và ở gửi cho anh ở đây để nâng cấp lên cái cấu hình 65 GNG. Nói tới đây thì chắc anh em cũng hơi lấn cấn đúng không? Tại bây giờ cái sở thích, cái đam mê của mỗi người là khác nhau. Người ta thích cái sự chơi, cái sự trải nghiệm ở đây, chơi xong này rồi là bỏ qua khác. Còn cái quan điểm của anh em nhiều khi nó khác, nên là khi mà mọi người vô comment như vậy á, thì thực tế những cái đó anh không có trả lời. Cái chuyện đó rất là bình thường, mọi người mọi cách chơi thôi, nên là anh em cũng lưu ý nên hạn chế những cái comment như vậy, xong rồi ra hướng dẫn người ta thế này thế kia. Thì thiệt ra đó là người ta hay nói là cái gì, đừng dạy người khác cách xài tiền đó. Giống như cái anh chủ xe này chơi chán BKL rồi bây giờ chúng ta qua làm cái máy 65 GNG. Và thật sự mà nói thì tới thời điểm bây giờ cũng khoảng rất là lâu rồi anh mới có cái cơ hội để review lại một cái cục máy 65 GNG full BRT dành cho những anh em mà Winner Sonic. Và cái audio của xe này chưa có cao, mọi thứ trong máy là còn đẹp hết, tháo ra kiểm tra trơn rồi, từ lốc máy cho tới bạc đạn, và kiểm tra những cái như là đế nồi rồi cái chuồng heo này, thấy mọi thứ còn đẹp là biết là chủ xe trước đi cũng khá ổn, mặc dù là cũng đã có chọt chẹt rồi, tức là nâng cấp bô xăng lửa hay là móc bô làm nhẹ nhẹ gì đó thôi, nhưng mà tổng thể cái máy vẫn còn zin, còn đẹp, nên là cái việc nâng cấp ở đây cũng không phải thay thế bảo trì nhiều. Nhưng mà ở đây thì cái bụng máy con anh cũng đã chẻ ra rồi, tại vì làm 65 GNG thì chúng ta nên can thiệp tới phần trên, tức là thay cái tay zin đi, xe cũ mua lại đồ đẹp thì đẹp, nhưng mà cái phần tay zin là cái yêu cầu tối thiểu khi mà nâng cấp lên 65cc. Thì cái zin ở đây là anh vẫn sử dụng lại cái zin của xe anh thôi. Zin này là chưa một lần tháo ra, còn ok hết. Và anh ở đây anh chỉ thay cái măng nhớt đây, thay măng nhớt nè, thay một cặp bạc đạn zin bên này và bên này. Bên này là đã đóng vô, đã vô cái lốc rồi. Xong rồi còn cái tay zin này là sử dụng cái tay zin quen thuộc, đó là cái tay zin Uma. À, hành trình zin cho một cái xe Winner. Còn đây là cái phần lốc máy thì An đã móc lốc rồi ha. Khi mà lên 65 thì cái đường kính ngoài của cái lòng 65 này nó hơi to hơn so với lại cái lỗ lốc zin, nên là móc rộng cái này ra. Và móc ở đây tức là bỏ lên máy, móc hoàn thiện một lỗ tròn rất là hoàn thiện nha, chứ không phải là tự móc bằng tay. An thấy nhiều lần mà anh em tới mà mang xe tới sửa bài có nhiều chỗ móc bằng tay nhìn nó hơi lởm chởm, nó hơi kỳ. Và trong đây, mọi thứ trong đây đều còn rất là đẹp, bạc đạn còn êm hết. Và nãy anh nói là chỉ thay một cái bạc đạn zin NTN thôi ha, một cặp bạc đạn zin. Nó là cái bộ phận mà bạc đạn gọi là bị ảnh hưởng nhiều nhất, hoạt động nặng ở trong cái động cơ, nên là khi mà chẻ máy ra thì chúng ta nên thay thế. Rồi ráp lại cửa ấy sạch sẽ ha, tất cả mọi thứ đều còn rất là đẹp, từ cái bụng máy cho tới cái bộ số ở đây còn rất là sáng keng luôn mọi người. Anh em coi này, bộ số đẹp lắm. Và An là An rất là thích làm những cái xe mà nó sạch sẽ, hoặc là nó chưa chảy máy và nó còn đẹp như này á. Xong rồi tới cái phần chuồng heo nè, đây cũng đẹp luôn. Xong rồi tới cái phần đế nồi nè, đế nồi này á thì nói đẹp đẹp thôi, nhưng mà thật ra là nó hơi sọc nhẹ đây, hơi sọc nhẹ ở cái phần này á, thì chúng ta dễ xử lý lắm. Thì chúng ta chỉ cần vớt một bát nhẹ là nó láng lại, chúng ta không cần phải nâng cấp một cái nồi khác, cái nồi zin.
đi 4 lò xo vẫn đáp ứng đủ cho cái xe này. Thì cái cấu hình này là mình vẫn giữ cái lá sắt zin. Mình vẫn giữ lá sắt zin và chỉ cần thay cái bộ lá bố BT ở đây. Bộ lá bố này là An sử dụng cho những cái xe từ xe zin cho tới xe độ, tất cả những cấu hình đều sử dụng được cái bộ lá bố này và kết hợp với lại cái bộ 4 lò xo nồi BT ở đây. Xe zin, xe độ đều được hết á. Những anh em mà hay lên Shopee quan đặt mua cái sản phẩm này về á để mà bảo trì xe đều được hết. Xong rồi tới cái phần khi mà làm ở trong cái phần bụng máy nữa, có phần nữa cần lưu ý đó là cái phần tạ trên. Khi mà tháo ra thì chúng ta nên kiểm tra kỹ cái phần cao su của tạ này, coi nó có bị lỏng, bị rơ, bị gọi là bị chai hay không. Thì nếu mà nó có phát sinh vấn đề á, thì nó sẽ bị kêu khi mà chúng ta sóc ống ga. Mỗi lần mà sóc ga mà gấp như thế này á, thì nó sẽ bị kêu là cái tiếng là có thể là phát ra từ cái này. Nên là kiểm tra cao su nếu mà có vấn đề, thay cao su trước. Tại vì mỗi lần mà tháo ra chạy máy đều rất là phức tạp, nên là chúng ta phải kiểm tra kỹ cái phần này. Xong rồi tới những cái nữa, nhiều anh em hay hỏi An là khi mà nâng cấp động cơ thì sổ trái như vậy á, thì có cần phải đi bơm nhất độ hay không? Không, tất cả những xe làm mới về đây đều đi bơm nhất zin hết. Đây, cái bơm nhất zin của cái xe Winner này sẽ ráp lại ha, không cần phải can thiệp vô phần này. Những cái phần đó là zin hết, như vậy là sẽ xong cái phần bụng máy. Mọi thứ cũng đẹp xong rồi ráp lại thôi. Ngoài ra thì có thay sinh cam cho xe này đó. Bụng máy đồ zin là cơ bản là có như vậy. Và cái thay đổi nhiều nhất vẫn là những cái về phần đầu lòng họng xăng và phần bô bên ngoài. Và bên cái mâm đồ này là có đầy đủ những thứ cần nâng cấp. Đầu tiên là cái lòng, thì chúng ta sẽ sử dụng cái lòng BT65 này. Ở vào khoảng 1-2 năm trước thì đa số là ăn dùng những cái lòng của hãng khác, nhưng mà hiện tại là BT đã có cái lòng 65, lòng kiến chất lượng cao dành cho những cái xe như thế này rồi. Và không chỉ Winner mà còn có 150, 155 rồi Vario 4 van rồi đó, AB 4 van đó, đều có mẫu lòng 65 hết nha. Và cái chất lượng kiến này rất là tốt ha. An đã sử dụng từ cái hồi mà đi 62 cho tới 63 của những chiếc Exciter rồi những chiếc Winner mà mẫu lòng 62, 63 thì chất lượng kiến đi rất là bền. Trong cái bộ lòng này á, thì dĩ nhiên là có sẽ kèm theo những cái cần thiết liên quan tới cái lòng, như là ron chân lòng và ron wheel lock ha. Xong rồi đi với lòng BRT thì không thể thiếu đó là bít tông nén BRT size 65 luôn. Và bít tông nén hiện tại đa số là 100% là mình chỉ có bít tông dạng trái nguyên đầu cao như thế này. Xong rồi anh em về canh theo tùy từng cấu hình gen zin hay là gen đôn gì đó, rồi canh kiền bạc sau đó, rồi canh móc mắt tự gia công lại ha. Như cái xe này, những cái xe này là An đã móc mắt rồi, rất là đẹp, rất là sắc sảo, rất là láng ở đây ha. Bít tông nén 65 ắc 14, và dĩ nhiên kèm theo cái hộp bít tông này là sẽ có luôn bạc ắc rồi khe cài đầy đủ trong cái hộp như thế này. Tiếp theo cái phần lòng đó là cái phần đầu. Thì đây An vẫn sử dụng cái đầu foam zin và cái size subup là 22-25, size 22-25. Và khi mà mua một cái đầu đồ chơi như thế này về thì dĩ nhiên là anh em không thể ập vô, không thể gắn như zin, mà chúng ta phải gọi là gia công móc hút xả lại, làm chảo lại, canh tỷ số nén. Thì xe này cũng đã hoàn thiện cái phần đó rồi, thì anh em có thể xem cái phần hoàn thiện ở đây là phần chảo nè, móc hút xả như thế này đó, lỗ hút lỗ xả đều rất là đẹp, rất là suôn mượt. Và cái form này á, là đầu zin nên là chúng ta vẫn sử dụng cái cặp cam truyền thống, đó là cam BRT M0326. An thường sử dụng cho những cái cấu hình 65. Đây, cam BRT M0326 sẽ có một cặp như thế này. Và không thể thiếu một món nữa, đó là cái trong cái đầu này còn có lò xe đầu BRT Oval, đó là lò xe đầu Gen 2. Gen 2 để sử dụng cho Winner Sunnit ha. Một bộ lò xe đầu này thì anh em có thể canh được cho tất cả những cái cấu hình. Tại sao lại tất cả những cấu hình? Chỉ với một bộ lò xe đầu này thì tại vì chúng ta sẽ canh dựa vào cái chân của cái lò xe đầu. Tùy theo cái cam, cái clip mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ có một bộ lông đền chim chân khác nhau. Ở đây cái lò xe đầu ấy mặc định một cái chiều dài như thế này rồi, nó sợi dịch dẹp hình oval ha. Nhưng mà cái lông đền chân á, thì nó sẽ có nhiều chiều dài khác nhau. Ví dụ như cái xe này á, cái bộ này á, là đang là khoảng 4,5 ly ha. Cái bộ lông đền chim chân này khoảng 4,5 ly canh cho cái cam M0326 này. Còn những anh em mà đi cái cấu hình ví dụ như là cấu hình zin hoặc là bô xăng lửa thả cam đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái lông đền chân này khoảng 6 ly
ha. Xong rồi có loại 3 ly, xong rồi có loại 4 ly nữa, rồi có loại 5 ly nữa, tùy anh em thôi. Và nếu mà anh em mà mua về mà muốn canh từ từ thì anh em có thể mua loại cao nhất là 6 ly, chọn lại 6 ly xong về vớt cho ngắn lại. Và tiếp theo là những cái món về bên ngoài, họng xăng kim phun, anh em coi nè. Cầm cái họng xăng này là lên anh em thấy quen liền, đó là cái họng xăng Super Blow 2 kim. Cái size sử dụng cho xe 65 Jin Jin này là 38mm. Và kim phun là kim phun 250cc đã được gắn sẵn vô đây rồi ha. Cái TPS vẫn là cái TPS màu vàng quen thuộc, và cái lọc gió là lọc gió KN. Ở đây là sử dụng hai option thôi, một là KN, hai là DNA, để đảm bảo cho cái việc là cái xe vận hành an toàn, sạch sẽ, sử dụng lâu dài. Thì đây là cái size 0510, là một cái size cũng khá lớn. Và anh này là anh đi lọc gió trần luôn, để dưới cốp xe lọc gió trần luôn. Và nhiều anh em nói tới đây thì anh em hay ngại cái vấn đề là đi lọc gió trụ để trần thì có sao hay không. Anh em cứ yên tâm, tại vì lọc gió này á, nằm trong xe, nằm dưới yên và dàn áo nó cũng khá kín. Nên là những cái việc mà mưa gió thì anh em cũng áo mưa ở trên che đậy lại hết trơn rồi. Và mưa cũng từ trên chảy xuống chứ không bao giờ mà nước từ dưới nó văng ngược lên hết trơn á. Và cho dù nó có văng từ bánh xe đi nó cũng văng rất là ít à, lắm tấm và giọt không thành vấn đề, anh em vẫn sử dụng bình thường. Còn chừng nào mà anh em đi đường ngập nước mà ngập tới lọc gió luôn kìa, là lúc đó là anh em hết chạy luôn rồi, chứ không phải là sợ nước vô lọc gió nữa, lúc đó chạy không nổi rồi. Nên là anh em cũng đừng có lo ngại về vấn đề mà đi lọc gió trụ để trần ở ngoài quá. Và khi mà đi lọc gió trụ để trần ở ngoài như này á thì nó sẽ có hơi có tiếng ồn nha. Còn những anh em nào ngại về vấn đề ồn á thì mới cân nhắc tới việc là đi lọc gió tấm ở trong hộp cũng được, nhưng mà nó sẽ hơi yếu lại tí xíu. Và cái ESU thì tất nhiên là ESU với TSU K5 cộng. Xong rồi cái xe này là ảnh có nâng cấp thêm một số món nữa. Ví dụ như là ở đây là anh có cái két nước lớn, từ cấu hình 63 trở lên là anh đã khuyến khích bên em là đi những chiếc Winner thì nên nâng cấp két nước lớn, thì đây là sử dụng két nước lớn Uma. Rồi phần bô, cho anh em coi phần bô luôn. Thì nó là sử dụng cái bô zin móc và kết hợp với cổ tăng. Ở đây là sử dụng cổ W-X size là 35-38 và cổ 2 khúc như này inox 304. Đó, cái form lớp lay cho Winner đó, form rất là đẹp ha. Và đây là cái lon zin nè. Cái lon zin thì anh này anh cũng không ngại tiếng ồn lắm, nên là anh sử dụng cái deadbolt này 38mm luôn, 38mm đít xéo xuống như này, cập xuống như này á thì mình cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới người phía sau. Và lưới trong đây là lưới 51mm. Cái phần này á, sau khi hàng lên xe hoàn thiện các thứ, hàng bô xong, hàng cổ xong á, thì anh sẽ sơn full lại cái lon. Đồ nâng cấp cho một cái cấu hình 65 zin. Mở ra thì rất là nhiều thứ show cho anh em coi, nhưng mà sau khi ráp lại thì nhìn cái xe nó cũng hết sức là bình thường. Chỉ có duy nhất là cái phần lồng BRT, anh vẫn giữ màu trắng ở đây, vẫn giữ một cái màu trắng bệt rất là nổi. Và nhất là những cái xe mà đời Winner V1 như thế này á, là lộ nguyên cái phần cục máy này ra luôn à, nên là nhìn rất là ngầu và cũng rất là đẹp. Và cái xe này anh chủ xe mua lại thì anh đánh giá là cũng khá liền lạc, cũng còn cứng cáp, nó không bị gọi là độ chế nhiều quá. À, từ phần máy cho tới phần dàn ngoài, dàn chân, mọi thứ là vẫn còn theo kiểu là nó zin, nên là cũng phù hợp với lại cái style mà anh đang dùng. Và cái nữa là anh em để ý cái phần vỏ xe ở đây à, cái phần vỏ xe nè, anh em có thấy là nó to hơn bình thường so với những cái xe mà zin trong hãng nhất ra không? Những cái vỏ zin trong hãng nhất ra nó không có cao gì đâu, cái size này là size nó cao hơn rồi, nó to mập. Và cái nữa là cái yên nè, anh em để ý phần yên nó cũng khá là dày à. À, anh này thì anh nói hay chở hai đi tour, nên là cái style là yên dày và bánh nó cũng to. Còn đây là cái phần bô zin móc mà anh đã hoàn thiện, cái cụ bô W-X đã hàng ngay chỗ này đối với cái lon zin. Và cái phần lon zin thì anh cũng đã sơn lại cho nó đẹp đẽ sạch sẽ hơn rồi. Deadbo 38 bây giờ nổ lên thì nó sẽ nghe như thế nào đây. Họng xăng cũng là 38 luôn ha. Tiếng bô cũng ấm, cũng bịch dữ lắm. Đó là lâu lắm rồi mới ngồi mà để review một chiếc Winner 65 full như thế này cho anh em coi. Lọc gió trụ để trần ở đây, anh em thấy cái lọc gió 0510. Những cái phần ở trên thì chúng ta có là một cái họng xăng Super Blow 38mm nằm ở vị trí này. Và cái form nó khác hoàn toàn với lại form zin nha anh em. Có cái co gió ngắn ở đây, co gió ngắn và một cái co xăng bằng nhôm nằm vị trí này. Co gió vàng, TPS BRT. Ở đây có thêm một cái co gió nữa, tại vì nếu mà cái anh em gắn cái lọc trụ này á
mà nằm sát trên đây luôn á thì nó sẽ bị cấn với lại cái bát yên này, nên là có một cái coi gió vàng BT nối ra như vậy. Và ESU BT nằm đây ha, ESU Suzuki 5 cộng. Ở phần này thì như nãy An nói rồi là một chiếc Winner Ver 1, lộ nguyên một cái lồng kiến đây luôn. Và tăng cam là sử dụng tăng cam Sinsi này. Bên đây thì cũng gọn gàng với lại cái két nước Uma Racing Winner. Cái form này là một cái form mà An thích nhất trong những két nước. Nó cũng không cần phải quá lộ liễu nhưng mà nó đủ hiệu năng để sử dụng cho những cái cấu hình như này. Và củ đề xe ảnh là đã bị hư, thì nó bị ngậm điện với lại đề rất là khó khăn, nên là ở đây An đã thay thế một củ đề BT rồi. Anh em nhìn cái form nó rất là giống gì đúng không? Nhưng mà thực tế không phải, đó là củ đề BT dùng cho những cấu hình tới 400cc. Và cái logo nằm ở mặt trong, cái màu rất là giống Jin luôn ha. Và cái xe này ảnh mua về còn một cái nữa, một vấn đề nữa, đó là cái tay côn. Tay côn không phải tay côn Jin như thế này nha anh em. Lúc đầu là ảnh mang xe tới là một cái tay côn đồ chơi với một cái hành trình bóp côn rất là ngắn. Nếu mà thả ra nó làm cỡ này nè, tay côn đồ chơi làm cỡ này nè, và bóp được có nhiêu đây à, không cắt côn hết. Nên là An phải thay thế cái tay côn này lại về Jin. Anh em lưu ý nha, khi mà lên tay côn đồ chơi á thì coi cái tay côn đó nó có đủ dài để sử dụng hay không. Nói gì nói với tay côn Jin vẫn là ok nhất, vẫn êm ái, vẫn sử dụng bình thường. Và hồi nãy anh có ra chạy thử test cái xe này thì nó cũng khá là lanh, sóc sóc ga đầu và đi những khoảng ga chậm á, 3-4 ngàn á, giật giật cái xe nó cũng có cảm giác lắm. Và như vậy là anh cũng đã hoàn thiện cái cấu hình 65 Jin Jin trên chiếc Winner Ver 1 của anh Huy. Anh Huy thì anh cũng theo dõi cái kênh YouTube của anh khá là lâu, thì bây giờ hôm nay anh quyết định mang cái xe tới để cho anh nâng cấp. Và như lúc đầu anh chia sẻ với anh em rồi đó, anh bỏ qua cái gọi là phân khối lớn để chuyển qua một cái thể loại là chơi xe nhỏ nhưng mà nâng cấp động cơ. Thì anh em đánh giá sao về cái xe này ha? Theo anh thì nó cũng giống với lại những cái xe mà anh hay làm luôn á, tức là theo phong cách Jin. Mọi thứ là chuẩn chỉnh về dàn chân cho nó gọi là nó đi mà nó an toàn, xong rồi có một cái cấu hình đủ mạnh để mình sử dụng đi tour, để chở hai chở nặng gì đó. Đó là cũng là cái quan điểm làm xe mà anh hay hướng tới với anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Anh em nào mà có nhu cầu nâng cấp những cái xe như vậy thì cứ inbox cho anh qua số điện thoại 0933 200 422. Nhớ bấm like, subscribe kênh YouTube của anh và mọi người. Bye bye anh em.